Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với dòng Luxury. Video ngày hôm nay chúng ta cùng xem về một cái gáy của Nokia 8800E và một cái gáy của Nokia 8800A. Thì mọi người sẽ nhận biết được ra ngay từ đầu này, gáy của 88E thì nó có độ bóng, độ sáng và độ chú ý, gây chú ý tốt hơn so với một cái gáy của 88A. Gáy 88A thì màu của nó xám và thứ hai là nó tối xuống. Và cái màu sơn của hai cái này, gáy này nó cũng khác nhau hoàn toàn rồi. Chúng ta có thể nhận biết được ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và thứ hai mình giải thích luôn là cái gáy của 88E ấy, thì nó là gáy của tất cả những cái máy Nokia 880 ở trên thị trường. Còn gáy của 88A nó là gáy dành cho Nokia 88 Gold của thị trường Trung Quốc. Nó vẫn là của hãng Nokia nó sản xuất ra. Và nó vẫn là gáy zin của Nokia. Nhưng nó chỉ có khác về cái độ màu sắc của gáy này và cái sự ưa chuộng của thị trường ít hơn và kém hơn so với dòng gáy của 88E. Ngay cả từ lúc đầu chúng ta nhìn hai cái gáy thì gáy E thì nhìn nó đẹp hơn nhiều rồi, nhưng gáy A thì nó vẫn là gáy zin hãng. Nên khi anh em đang dùng một cây Nokia 880A mà nó có cái gáy này ấy, thì yên tâm nó vẫn là gáy zin của hãng, nó không có vấn đề gì cả. Đấy, so cái độ thẩm mỹ thì gáy 88E thì nó đẹp hơn thôi. Mà ngay cả bây giờ cái giá thành nhé, bàn về giá thành của nó lại khác nhau này. Gáy của 88A nếu bây giờ hiện tại anh em mà đi mua gáy zin đẹp xuất sắc thì nó rơi cùng lắm khoảng tầm 500.000. Nhưng gáy của 88E mà gáy zin new của nó thì hiện tại giá thị trường nó rơi khoảng tầm 16 đến 18 triệu một cái. Cho nên là hai cái gáy nó giá thành nó khác nhau, nên khi lên một cây máy, giá trị cây máy nó cũng sẽ thay đổi khá là nhiều. Khi anh em lên một cây máy thì giá trị máy nó cũng thay đổi khá là nhiều. Mình sẽ hẹn anh em vào những video tiếp theo. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mỗi về gáy thôi. Hẹn anh em vào những video tiếp theo.